Tiểu sử diễn viên Thanh Hoàng. Nghệ sĩ Thanh Hoàng thường được biết đến với nghệ danh Thanh Hoàng, là một diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch người Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ giám đốc nhà hát kịch sân khấu 5B và là tác giả vở kịch kinh điển Dạ Cổ Hoài Lang. Ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2010. Nói về nghề, Thanh Hoàng cho biết, cái duyên nghề chọn tôi ấy đã giúp tôi nỗ lực rất nhiều trên con đường mình đi. Tôi đã tập tành viết trên 10 vở kịch, diễn hàng chục vai lớn nhỏ, được xếp vào loại đứng được với nghề, song tôi vẫn còn nhiều điều chưa làm được như mơ ước. Tôi ước có một sân khấu đẹp hoàn chỉnh, mà ở đó, khán giả đến với một thái độ trân trọng và biết chia sẻ với người làm nghệ thuật. Hiện nay, tôi hạnh phúc vì sống được bằng nghề, có một gia đình êm ấm bên vợ và hai con trai, không chạy xô tấu hài, chỉ diễn những vở kịch dài tâm lý xã hội, phù hợp với cái tạng hơi bảo thủ của mình, Thanh Hoàng chia sẻ. Thanh Hoàng tên thật là Hồ Kim Hoàng, sinh năm 1963 tại Bạc Liêu. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em, do nhà nghèo, nên học hết lớp 9 anh phải nghỉ học, đi làm công nhân xây dựng. Anh nung nấu ý nguyện vào học trường nghệ thuật sân khấu. Thanh Hoàng tâm sự, tôi cùng đội công nhân thi công trường nghệ thuật sân khấu 2. Thời gian đó, trường đang tổ chức kỳ thi tuyển sinh, một người bạn thợ có máu nghệ thuật đã rủ tôi thi cùng, thế là tôi quyết định dự thi và đậu luôn. Thanh Hoàng đến với nghệ thuật một cách nhẹ nhàng như thế, ngay cả gia đình anh cũng bất ngờ. Năm 1984, tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu 2, Thanh Hoàng bắt đầu lăn lộn với công việc ở trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận, tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng, đóng và dàn dựng những vở kịch, tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng. Sau này, Thanh Hoàng luôn nhớ về trung tâm văn hóa Phú Nhuận, nơi cho anh mảnh đất dụng võ, và cũng từ mảnh đất đó, Thanh Hoàng bước vào sân khấu chuyên nghiệp và thành danh. Thanh Hoàng nhớ lại, nhờ thực tiễn xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng mà tôi rèn luyện được khả năng viết kịch bản. Kiến thức sân khấu được đào tạo ở trường và thực tiễn cuộc sống cơ sở đã giúp tôi thành công ở bước khởi đầu và cả về sau này. Năm 1993, Thanh Hoàng nghĩ ra ý tưởng viết một kịch bản sân khấu về cuộc sống Việt Kiều nơi đất khách quê người. Nội dung kịch dựa trên những cảm xúc của bản cổ nhạc Dạ Cổ Hoài Lang, là bài vọng cổ vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, ca khúc nói về tâm sự của người vợ nhớ chồng lúc nửa đêm. Tuy nhiên, trên thực tế, vở kịch Dạ Cổ Hoài Lang do Thanh Hoàng chấp bút không phải là bản chuyển thể của bài hát này, mà là những cảm xúc dứt ruột về cuộc sống nơi đất khách quê người của hai ông già tại nước Mỹ xa xôi, cùng các câu chuyện do anh đọc trên báo và qua lời kể bạn bè. Ông chia sẻ rằng, cuối năm 1994, kịch Dạ Cổ Hoài Lang kể về cuộc sống và nỗi niềm của hai ông già người Việt trên đất Mỹ, công diễn lần đầu trên sân khấu nhỏ 5B, Võ Văn Tần. Kịch do Công Ninh làm đạo diễn, nghệ sĩ Việt Anh vào vai ông Năm, Thành Lộc đóng vai ông Tư, Hồng Vân, Quốc Thảo, khi đó đóng vai nhân vật chàng trai và cô gái trẻ. Vở chỉ có 4 diễn viên, nhưng thể hiện được trọn vẹn tâm tư, nỗi lòng người xa xứ. Vở diễn ăn khách vì ra mắt đúng giai đoạn nhiều Việt Kiều muốn quay về quê hương, còn người trong nước có rất nhiều người thân định cư ở hải ngoại. Tâm lý nỗi niềm của họ được diễn tả khiến vở tạo cơn sốt vé, khán giả xếp hàng dài để đi xem kịch. Mỗi ngày, kịch diễn 3 suất vẫn không đủ bán vé cho người xem, vở cũng vài lần công diễn phía Bắc và gây tiếng vang. Sau đó, năm 1995, vở Dạ Cổ Hoài Lang được trình diễn cho các nghệ sĩ gạo cội ở Hà Nội xem. Lúc đó tôi chỉ là một đạo diễn vô danh tiểu tốt, nên hồi hộp lắm, không ngờ được hoan nghênh. Tôi thấy thật hạnh phúc khi lao động nghệ thuật của bản thân và các đồng nghiệp được công nhận. Hơn 20 năm qua kể từ đó đến nay, Dạ Cổ Hoài Lang có hơn 1.000 suất diễn, từng đoạt 4 huy chương vàng cho 4 diễn viên trong liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995. Nhiều thế hệ nghệ sĩ lần lượt thể hiện vai hai ông già trong kịch. Năm 2014, đạo diễn Vũ Minh dàn dựng lại Dạ Cổ Hoài Lang, phiên bản mới cho sân khấu IDCAF và kịch tiếp tục tạo cơn sốt vé. Bên cạnh thành công vở Dạ Cổ Hoài Lang, ông còn là tác giả của các vở khác như Cha Yêu, Trầu Cau, Nợ Đời. Ngoài sân khấu,
ông được khán giả chú ý đến qua vai diễn trong các bộ phim như Kiều Nữ và Đại Gia, Lời Nguyền Domino, Những Thiên Thần Áo Trắng, Vó Ngựa Trời Nam, Con Gái Bố Già và rất nhiều phim khác. Nổi bật là phim Blue Trắng. Trong phim Blue Trắng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng vào vai bác sĩ Thanh, giám đốc bệnh viện Thanh Tâm. Bằng kinh nghiệm diễn xuất của mình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng đã khắc họa thành công hình ảnh một bác sĩ chủ nhiệm khoa đầy tài năng, luôn luôn lấy y đức làm trọng, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi những định kiến chủ quan và những quan niệm thiếu thực tế đời sống, để rồi phải trả giá cho chính sự bảo thủ của mình. Đây được xem là một trong những vai diễn ấn tượng và để lại dấu ấn rõ nét trong sự nghiệp diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng. Dù gắn liền hình ảnh của mình với thể loại chính kịch, bi kịch, nhưng thỉnh thoảng nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng vẫn làm mới mình ở thể loại phim hài hước, vui vẻ. Trong phim Hoàng tử ơi anh ở đâu, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng lần đầu tiên đóng một bộ phim sitcom dành cho giới trẻ, cùng các diễn viên đa số ở độ tuổi đôi mươi, mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái. Dù là diễn viên, đạo diễn hay nhà biên kịch, ở vị trí nào Thanh Hoàng cũng đều nỗ lực hết mình. Đối với anh, vai trò nào cũng quan trọng. Anh luôn luôn làm việc trong một chương trình mở, tất cả các vai trò của anh đều có sự bổ sung cho nhau. Về đời tư của nam diễn viên, được biết, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng kết hôn với vợ năm 1996 và có hai con trai đều là du học sinh tại Mỹ. Được biết, vợ nghệ sĩ Thanh Hoàng tên đầy đủ là Trương Thị Phương Đào, sinh năm 1969, làm nghề tóc. Chị còn là nghệ sĩ hóa trang của loạt phim nổi tiếng như Lời A Măng, Người Tình, Tiệc Trăng Máu. Trước đó, sau khi kết hôn được năm, Phương Đào đoạt giải Cây Kéo Vàng. Năm 2004, chị tiếp tục đoạt giải nhất khu vực miền Nam và giải xuất sắc toàn quốc cuộc thi Secret Affair, được tài trợ sang Singapore học nghề. Chị mở tiệm tóc và ngày càng phát đạt. Chị từng cắt tóc, trang điểm cho nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Trần Cảnh Đôn, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và trở thành mối ruột. Được biết, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng bị ung thư vòm họng vài năm nay. Tuy bị bệnh nặng, nhưng Thanh Hoàng sống lạc quan, vui vẻ, vẫn đi quay phim, đóng kịch bình thường. Thỉnh thoảng, anh vào bệnh viện để điều trị. Đến khi sức khỏe của nam nghệ sĩ xuống dốc, anh gầy đi nhiều. Sau nhiều năm chống chọi bệnh tật, chiều ngày 26 tháng 7 năm 2018, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng qua đời sau thời gian điều trị ung thư vòm họng, hưởng dương 55 tuổi. Thông tin nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng qua đời để lại nhiều thương xót cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!